Xin chào mọi người, và nhất là các em gái tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Đây là video clip mà anh Ba Tử Vi sẽ chia sẻ với mọi người về cái tử vi vận hạn của cái năm Canh Tý năm 2020, cũng như là vận hạn 6 tháng đầu năm của cái năm Canh Tý đối với tuổi của các em. Một trong những cái tuổi mình có thể khẳng định rằng là đệ nhất xui trong cái năm Canh Tý 2020. Và xui như thế nào và tại sao là xui thì lần nữa mình sẽ đi vào cái chi tiết. Năm ngoái thì là người Quý Hợi là người xui nhất trong lục thập hoa giáp, thì năm nay là Canh Tý, của năm Canh Tý 2020 thì đệ nhất xui thì phải nói đến Giáp Tý, cả nam lẫn nữ mạng, vì bị gọi là trực thái tuế. Xung của năm là canh nó khắc giáp, rồi là hạn thì thiên tinh, địa chi thì Tý gặp Tý là trực thái tuế, rồi sao chủ của năm là sao kế đô, một cái sao chuyên đem đến rối rắm nạn tài. Nói chung xét về bên mặt bên ngoài thì cái tử vi của người Giáp Tý nữ mạng không có cái gì gọi là tốt đẹp, mọi thứ đều là coi như là xấu, nó chỉ vào mình hết. Hy vọng rồi cái sự coi như là may mắn, cái sự lớn mạng của cái người Giáp Tý. Thì tại sao mà nói cái người Giáp Tý mà lớn mạng là vì nó này, chữ Giáp thì đứng đầu thiên can, chữ Tý thì đứng đầu địa chi. Mệnh thì mệnh kim, một trong những mệnh cứng cỏi khó chịu, chỉ mỗi sợ lửa. Nhưng mà kim này là kim của Giáp Tý, là kim nằm dưới nước, cho nên là lửa cũng không đốt được. Cho nên là cái bổn mạng lớn, phúc lớn, sức lớn. Hy vọng rằng với cái sự tốt đẹp của cái nội tại bổn mạng của mình, họ sẽ các em sẽ phần nào đỡ cái khó khăn hơn cái người mà Quý Hợi trong cái năm Kỷ Hợi. Người mà Giáp Tý thì rõ ràng với như đã nói là do người lớn mệnh, cho nên là nữ Giáp Tý thường nóng nảy, kể cả nói chung là hơi khó chịu một tí xíu ha. Rồi trở lại cái tử vi của năm Canh Tý này, thì nếu mà xem cho tử vi cho cái người Giáp Tý thì phải là những người sinh từ ngày 02 tháng 2 năm 1984 cho đến ngày 19 tháng 1 năm 1985. Đó là những người dương lịch nha, là những người mà chịu sự chi phối của cái tử vi tuổi Giáp Tý. Tuổi Giáp Tý thì này là mệnh hải trung kim, tức là vàng nằm trong nước biển, vàng ở dưới biển ha. Tướng tinh thì người ta gọi là xương con chuột, nhưng mà tướng tinh này là con chó sói, thường là những người rất giỏi cái việc mà thông minh lém lĩnh, một cái chút gì đó là hay thích gác người khác, hay thích mình là kẻ cả, không có chịu nhu xuống ở dưới một chút xíu. Tại vì vốn dĩ cái mệnh của mình nó quá nhiều cái mà mình muốn phải là nhất. Chữ Giáp là có tính chỉ huy rồi, cho nên là thường người Giáp Tý mà đi làm việc là kia đó, mà ít có khi nào mà chịu làm phó, làm phó thì nữa thì cũng to miệng, thích là người đứng mũi chịu sào, dạng là thích làm đại ca lãnh đạo, đại ca lãnh đạo, mà lãnh đạo thì chắc chắn sẽ lãnh đạo. Thì năm nay là một cái năm khá sung, nếu như mà các đại ca lãnh đạo này mà cưng tí xíu thì đúng là lãnh đạo thật. Nam mạng cũng vậy thôi, nhưng mà nữ mạng và nam mạng thì tất cả đều là xui nhất trong lục thập hoa giáp. Thì xét của năm Canh Tý là một cái năm thổ, mà người mệnh kim gặp năm thổ là tương sinh về bổn mệnh, tốt cho sức khỏe và bổn mạng, cho nên là năm nay được có những cái này, bổn mạng được tương sinh, thì người Giáp Tý có xui đi nữa nhưng mà không sợ chết, chỉ xui do chuyện làm ăn, rồi gia đạo tình cảm, chứ hoặc là có xui về bổn mạng đi nữa thì chỉ trầy xước chứ không có chết. Sao chủ của năm là sao kế đô, một cái phá tinh mà thuộc hành thổ hay đem đến rối rắm và nặng tai. Sao kế đô thì là một hung tinh hành thổ, người mà bị sao này chiếu mệnh thì dễ gặp tai nạn nè, hao tiền tốn của, dễ sinh chuyện thị phi miệng tiếng, bệnh tật hay là có tan khó khiến cho tâm trí luôn luôn buồn rầu và âu lo. Đây là một cái trong những cái năm
cái sao kê đô đem đến cả cái công việc cũng khó khăn, đề phòng họa vô đơn chí hay trong nhà có chuyện không may. Cái tháng mà xui nhất cho những cái người mà giáp tý bởi cái sao này gây ra đó là tháng 5 âm lịch và tháng 11, hai cái tháng là sẽ có nhiều cái xui cho cái sao này tác hại cho người giáp tý. Cái người ở tuổi khác thì gặp sao kế đô này nó xui ở chỗ ở cái tháng khác nha, chứ đừng có nghe nói sao kế đô xui nhất tháng 5, tháng 11, không phải, tuổi khác nó sẽ ở đây với khác, tại vì nó còn ảnh hưởng bởi cái vận niên của năm nữa, cái vận hạn của năm nữa. Thiên hạn là hạn thiên tinh, một trong cái những cái hạn đem đến rối rắm tranh chấp. Người ta nói gặp hạn thiên tinh á thì nên đề phòng những cái việc như là ra ngoài cẩn thận gặp phải tai vạ bất ngờ, chú ý lời ăn tiếng nói tránh thị phi. Người ta nữ giới mà gặp cái hạn này á mà đang mang thai á thì phải cẩn thận việc thai nghén, không trèo cao té ngã đau ốm, dễ có gặp cái chuyện không tốt đẹp. Đặc biệt ở trong công việc làm ăn thì hay xảy ra tranh chấp, hay xảy ra những cái sự phiền toái, cho nên năm nay ký tá giấy tờ thì với cái hạn thiên tinh thì cần phải cẩn trọng. Rồi vận niên, vận niên cũng không tốt đẹp. Vận niên là vận niên cẩu cuồng phong, tức là chó điên dại xấu. Thực sự đây là một cái vận niên có thể nói đem đến một cái năm là khó khăn, bởi tài lộc cũng không có, sức khỏe kém, mà tâm trí là hay lo âu lo, dễ gặp tai nạn, ví như là con chó mà nó bị trúng gió độc vậy đó. Nếu mà biết kiên nhẫn, đừng có gặp chuyện mà cố vẫy vùng thì cái thiệt hại nó sẽ không lớn. Đây là một cái điều ngon, không êm lành chút nào. Thiên can á thì canh gặp giáp, canh nó khắc giáp tương xung, không tốt đẹp về công đường việc làm ăn, thậm chí những cái công việc làm ăn quen thuộc bấy lâu nay, công việc của mình thì nó cũng gặp trục trặc đối với người nữ giáp tý ở trong năm này. Địa chi tý gặp tý là trực thái tuế tam tai, trực thái tuế thôi chứ không tam tai, bất an, không có tốt đẹp, gia đạo tình cảm cũng có nhiều cái điều buồn phiền âu lo. Mới nhìn chung cái tử vi thôi thì thấy toàn là cái xấu, ngoài cái bổn mạng tương sinh ra thì sao hạn vận niên thiên can địa chi có 6 cái để xét ấy thì được có 1 cái tốt thôi, còn 5 cái là chốt quốc, thì rõ ràng là hỏi tại sao mình không là xấu nhất các em giáp tý, đúng không? Cho nên là giáp tý dù là lớn mạng nhưng mà năm nay thì mình cũng phải cực kỳ cẩn thận. Mình tặng cho giáp tý nữ mạng một câu là không, năm nay đến không đến nỗi phải mất mạng, không xui đến nỗi mà giống như là quý hợi nữ mạng kia là giữ được cái mạng là tốt, mà năm nay công việc làm ăn tài lộc sẽ là một năm khó khăn xét chung ở bên ngoài như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ xem coi cái tọa cung tiểu vận có cứu được chút nào hay không. Tọa cung tiểu vận thì có các sao như là phượng cát, giải thần, thai, phục binh, điếu khách, quả tú, địa võng. Như vậy tọa cung tiểu vận cũng có một chút là khởi sắc vì có phượng cát và giải thần. Tuy nhiên là phục binh này, điếu bị thai và phục binh án ngữ, rồi điếu khách thì gặp quả tú và địa võng, cho nên đây là có thể nói là một bộ sao xấu nhiều hơn tốt, nhưng rất may là vẫn có giải thần, một cái phúc tinh chuyên đi hóa giải những cái phá và bại tinh ở trong cái tọa cung tiểu vận. Hy vọng rằng với những cái sự cái thiên cái thuộc tính của mình thì cái giải thần này có thể phần nào khống chế được cái phục binh vốn dĩ là đem đến cái người ta gài bẫy mình, hại mình, không làm cho mình bị suy xuyển. Đặc biệt là đây là những người bạn điếu khách. Rồi tọa cung tiểu hạn thì có các sao như là đế vượng, tướng quân, quan thù, lưu hà, thiên la, bên cạnh quốc ấn và hỏa cát. Tọa cung tiểu hạn như thế này thì quốc ấn hoa cái thì rõ ràng với cái hạn mà thai nghén ở trong cái năm canh tý này thì phải cần cẩn thận nhiều điều với cái người giáp tý nữ mạng.
đặc biệt là quan phù lưu hà đi với thiên la thì tránh đi sông nước một tí xíu nếu không muốn gặp hạn gặp nạn ở trong cái năm này ha. Rồi cung nhị hợp thì có tấu thư thiếu âm hồng loan nhưng mà bị suy án ngữ, tấu thư là không tốt về mặt giấy tờ kỹ tá, cho nên trong làm ăn với đối tác nhớ cẩn thận khi mà đọc đơn người ta đưa mình ký cái gì đó đọc kỹ một tí xíu nếu không muốn xảy ra cái chuyện không tốt đẹp. Thiếu âm đi với hồng loan là có đối với cái người mà nữ mạng và độc thân đó, thì dễ có cưới sinh cưới gả, tuy nhiên bị suy, coi chừng có cái sự chống phá trong cái chuyện cưới sinh cưới gả của mình. Còn cung tam hợp đó, thì có thiên khôi, thiên trù, thiên mã, tam môn, phi liên bệnh, thiên việt, thiên phúc, thanh long, quang đới, tế phá và thiên hư, thiên khóc nhưng bị triệt án ngữ. Tam môn cô thần thì lại đi với phi liên, tam môn đi với cô thần căn nha, nhà rất dễ có tan với những bậc chuẩn thượng đã bị bệnh lâu ngày. Phi liên đi với bệnh, thiên phúc, thanh long thì bị quang đới, tế phá, thiên hư khống chế, không đem lại sự tốt đẹp cho cái mối quan hệ trong công việc làm ăn. Như vậy rõ ràng đây là cái điều không mấy là ngon lành đối với cái cung tam hợp. Xét chung ở trong tọa cung tiểu vận của các cái phúc tinh, phá tinh, bại tinh ở trong cái năm Canh Tý 2020 của người Canh Tý nữ mạng, của người Giáp Tý nữ mạng thì rõ ràng là không có nhiều điều tốt đẹp. Cũng giống như là cái tử vi ở ngoài mình thấy với sao hạn vận niên mọi thứ, rõ ràng đây là một năm ha, ngoại thì xấu, nội cũng không tốt đẹp gì, cho nên là la cát em thì anh phải cực kỳ cẩn thận. Nhưng mà như đã nói, không cẩn thận, không cần phải cẩn thận lắm, cái việc bổn mạng sức khỏe của mình có thể có bệnh có nạn nhưng mà nó không có nguy nan. Tuy nhiên là công việc làm ăn và gia đạo tình cảm là cái mấu chốt mà các em phải cần để ý nếu không muốn gặp những cái việc mà nó không tốt đẹp. Tóm lại một câu, nhìn cái vẻ bề ngoài của cái bề ngoài và xét và sao hạn của cái người Giáp Tý nữ mạng thì rõ ràng đây là một năm không hề có cái điều gì tốt đẹp cả. Có thể như đã nói ở đầu video, đây là năm mà Giáp Tý sẽ là gặp những cái việc rầy rà rối rắm ở trong công việc làm ăn, có thể xấu nhất trong lục thập hoa giáp về làm ăn. Tuy nhiên bộ mạng thì không quá xấu. Nhớ nha, các em nhớ cực kỳ cẩn thận một tí xíu nếu không muốn xảy ra những cái việc mà quá đáng tiếc. Năm nay các em nên, nếu như là anh thì anh cho rằng nên ổn định làm những cái việc thiện có, phát huy nó, hoặc là cố gắng thu xếp ở những việc những người làm ăn mua bán thì cố gắng thu phép gọn gàng lại mọi thứ, không bung lớn ở trong cái năm này, nó không có gì tốt đẹp cả. Rồi bây giờ thì mình sẽ xét xem cái vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Canh Tý 2020 đối với tuổi của các em sẽ ra sao. Thì tháng đầu tiên của năm Canh Tý 2020 tức là tháng Mậu Dần, tháng Giêng âm lịch, tháng Mậu Dần là một tháng thổ. Như vậy thì người Giáp Tý sẽ không mấy tốt đẹp về tháng này. Vì sao? Vì là người Giáp Tý tương đối tốt đẹp về bổn mạng ở tháng này. Vì sao? Vì thổ nó sẽ sinh kim, bổn mạng được tương sinh, bình bổn mạng được tương sinh năm, bây giờ tháng tiếp tục tương sinh bổn mạng, cho nên bổn mạng sức khỏe ok. Và bổn mạng sức khỏe tốt được tương sinh thì phúc tinh tài tinh sẽ phát huy tác dụng của mình một cách tối đa, đặc biệt là những cái phúc tinh như giải thần nó phát huy tác dụng nó tối đa thì nó mới khống chế được những phá và bại tinh. Thiên can thì chữ giáp khắc chữ mậu, thiên can khắc thác, công việc gặp khó khăn, gặp nhiều chuyện trái ý nghịch lập, cho nên mới vừa đầu năm vô là thấy quốc cái tháng là tháng thiên can khắc tháng rồi, không thấy êm rồi ha, thấy là dọn hàng 6 tháng rồi, khởi đầu là thấy mệt mệt rồi đó. Địa chi Dần Tý thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau, cho nên gia đạo tình cảm không có vấn đề.
Như vậy là dù sao đi nữa thì mình dù bị được công việc bị thiên ca khắc tháng, nhưng mà được cái bổn mạng được tương sinh tốt trong tháng giêng đi à, rồi là tình cảm gia đạo ok. Tiếp tục là tháng 2 âm lịch, tháng 2 âm lịch là tháng Kỷ Mão, tiếp tục là một tháng thổ. Như vậy xét về bổn mạng là thổ sinh kim, bản mệnh tốt, sức khỏe tốt, ok, phúc tinh tài tinh hưởng lợi. Thiên can thì ất giáp không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ à, tháng 2 tốt hơn cái tháng giêng về công việc rồi đó, tại vì nó không còn tương khắc nhau, giữa tháng khắc hay là mình khắc tháng gì đó cũng không có tương khắc, tốt trong việc. Nhưng mà địa chi lại không đẹp, vì sao? Tý ngọ mão dậu à, tý với mão là thuộc nhóm tự hình, nằm trong tứ hành xung tý ngọ mão dậu, cho nên gia đạo tình cảm chắc chắn là sẽ có vấn đề, không được vui vẻ cho lắm. Cho nên là các em nhớ cẩn thận cái mặt tình cảm. Ngoài cái chuyện mà địa chi mà bị tự hình như vậy á, không chỉ là vợ chồng con cái đâu nha, đôi khi tình cảm đồng nghiệp, tình cảm cho các mối quan hệ nó cũng có những cái điều phức tạp, họ đem đến một cái năm mà xấu thì nó xảy ra nhiều việc lắm nha. Rồi tiếp đến đó là tháng 3 âm lịch, tháng 3 âm lịch là tháng Canh Thìn à, tháng Canh Thìn thì thuộc kim. Như vậy bổn mạng và sức khỏe là kim đồng hành, bổn mạng sức khỏe không vấn đề à, tốt à. Thiên can thì chữ canh của Canh Thìn khắc chữ giáp, từ phải Canh Tý, Canh Thìn là khắc chữ giáp. Thiên can vốn dĩ của mình đã bị năm khắc rồi, bây giờ lại bị tháng khắc à, nên là công việc dễ lâm vào bế tắc, đặc biệt đây là một cái tháng rất dễ đáo tụng địch, cho nên là tháng này làm luận công việc gì mọi thứ phải cực kỳ cẩn thận, nếu không muốn mà lâm vào chuyện thư kiện không tốt đẹp ha. Địa chi Thìn tẩy Tý là thuộc nhóm tam hợp thân Tý Thìn à, tốt cho gia đạo, dấu hiệu này là đem đến sự may mắn cho gia đạo này và tình cảm, đặc biệt là các mối quan hệ. Hy vọng rằng với cái sự tốt đẹp này á, thì cái thằng thiên can mà lỡ nó có khắc nó rơi vào bế tắc thì tốt đẹp về tình cảm này á, thì sẽ mình sẽ được quý nhân giúp đỡ, xuất hiện giúp đỡ mình tốt đẹp ha. Như vậy là tháng 3, tháng 3 nhớ cẩn thận về cái công việc nha, vì thiên can nó khắc tháng à, quên, tháng nó khắc thiên can của mình. Rồi tiếp theo là tháng 4 âm lịch, tháng 4 âm lịch là tháng Tân Tỵ, mà tháng Tân Tỵ là một tháng kim, tiếp tục sẽ giống như là tháng 3 với kim đồng hành, bổn mạng với sức khỏe không vấn đề. Thiên can Tân Giáp thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ à, như vậy là ok, không có vấn đề về cái việc nặng nề ở trong công việc giống như tháng 3. Tuy nhiên tháng 4 với Tỵ Tý không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ à, cho nên là gia đạo tình cảm của tháng 4 cũng không mấy gì là có cái sự quá khó khăn không tốt đẹp à, đó là một cái tín hiệu có thể họ chấp nhận được. Tuy nhiên là ngoài thực tế mình thấy rằng con Tỵ mà mình nó thấy con chuột mà thấy con rắn là chỉ biết đứng im mà. Cho nên là vào tháng Tỵ này chắc mình nghĩ cũng cũng vậy thôi, mình cũng phải có cái thiên tính của con chuột, mình sợ rắn, cho nên là mình sẽ phải để ý một tí xíu nếu không muốn tháng này gây họa nha. Tuy là nhìn vẻ bề ngoài nó không phải là kiêng kỵ gì hết, nhưng mà là mình thì mình sẽ nói các em rằng phải cẩn thận cái tháng 4 trong tình cảm và gia đạo. Tiếp đến đó là tháng 5, tháng 5 âm lịch của năm Canh Tý là tháng Nhâm Ngọ. Tháng này là hồi nãy mình đã nói rồi ha, nó sẽ xấu người Giáp Tý, mà sao cái đôn nó sẽ xấu trong tháng này, vì tại sao? Vì cái vận niên của cái tháng này, cái vận hạn của tháng này nó sẽ có những cái điều không được tốt đẹp lắm đối với cái người mà tuổi Giáp Tý à. Với cái mộc thì rõ ràng là mệnh kim, kim sẽ khắc mộc à, mình khắc tháng, bổn mạng khắc tháng, bổn mạng và sức khỏe không được ok cho lắm à, không tốt đẹp. Mà khi mà bổn mạng của mình khắc tháng thì cái phúc tinh và tài tinh nó sẽ bị yếu đi, và phá và bại tinh nó sẽ phá hoành rất là lớn nhiều, cho nên là mình sẽ coi chừng bị khó khăn. Thiên can Nhâm Giáp thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ
chữ nhâm là thuộc thủy, giáp thì thuộc mộc, cho nên là có thể nói nạp âm ngũ hành của thiên can là tự sinh, tốt đẹp cho công việc, có sinh tài lộc nhưng không quá lớn. Tuy nhiên cái địa chi thì rõ ràng không tốt đẹp, với ngọ gặp tí, tí ngọ là thuộc nhóm lục xung, cẩn thận cái mối quan hệ xã giao ở trong công việc làm ăn, dễ đem đến thị phi. Rồi đó là thứ nhất, là thứ hai nữa là cẩn thận những cái mối quan hệ làm ăn giữa mình với cấp trên cấp dưới đem lại chống phá. Có thể nói là ở trong cái tháng này người giáp tí làm kinh doanh thì cũng không được ổn thỏa, gặp khách hàng thì trời ơi đất hỡi, làm ăn không có thuận lợi gì hết chút nào. Đây là tháng giáp tí về mặt tình cảm gia đạo. Tiếp tục là tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch của cái năm Canh Tý là tháng Quý Mùi. Tháng Quý Mùi chắc chắn là một tháng 1 nữa. Như vậy thì tiếp tục là kim khắc mộc, bản mệnh khắc tháng, bổn mạng sức khỏe không được tốt đẹp, không có ngon lành cho lắm, cho nên cẩn thận. Thiên can giáp quý không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Như vậy thì cũng giống như là cái ở trên tháng 5, với nhâm quý thuộc thủy, giáp ất thì thuộc mộc, cho nên là nạp âm ngũ hành là tương sinh, tốt cho cái việc tài lộc nhưng không quá lớn. Địa chi của cái tháng này cũng không khác tháng 5 cho lắm, nhẹ hơn một tí xíu thôi. Với mùi gặp tí là thuộc nhóm nhị hại, cẩn trọng trong công việc, không vui vẻ vì gì với các đối tác làm ăn, đặc biệt gia đạo tình cảm có những cái việc buồn phiền. Như vậy thì rõ ràng là tháng năm tháng sáu khá giống nhau, với thiên can địa chi và cái bổn mạng bị khắc tháng của người giáp tý nữa mà. Rõ ràng với cái vận hạn 6 tháng đầu năm thì cũng phản ánh cái tổng hợp của cái tử vi năm Canh Tý 2020 thôi, là tốt tương đối về bổn mạng nhưng mà khó khăn về công việc và gia đạo. Vì cái sao cái đô vốn dĩ nó hay đem đến những điều đó, rõ ràng là không tốt đẹp. Cho một lời khuyên đối với người giáp tý nữ mạng ở trong năm Canh Tý 2020, trực thái tuế như thế này với sao hạn vận niên rồi nội tại các cung mệnh cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm, chắc chắn sẽ đem đến những điều không có vui vẻ tích cực cho lắm đối với người giáp tý. Hy vọng rằng với vốn dĩ người của mình nắm nội tại là được ha, thiên can đứng đầu, địa chi đứng đầu, mệnh thì cứng rắn mà không sợ hoạn, sẽ là phần nào tương trợ giúp và các em có được cái năm tương đối nó nhẹ nhàng một tí xíu trực thái tuế. Các em cũng thấy rồi là mình để ý kỹ những năm mà mình năm tuổi của mình thường thì nó sẽ không có nhiều điều tốt đẹp đâu, đặc biệt một cái năm mà năm tuổi với rất là nhiều thứ tương gọi là tương khắc đối với cái người giáp tý nữ mạng. Hy vọng rằng những cái thông tin mình vừa tổng hợp và chia sẻ đến với mọi người về tử vi sẽ giúp cho các em biết được cái xấu cái tốt, nên cương hay nhu ở trong cái năm Canh Tý này, để mà có một năm Canh Tý tuy là bị trực thái tế nhưng không thất bại, thậm chí là có thành công. Mọi người tuổi giáp tý xem video thấy hay xin bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống cũng như Phong Thủy và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.